tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thùy Tiên tại Peru, Miss biểu cảm, Miss đồ ăn chưa bao giờ làm fan Việt thất vọng. Sau thời gian tạm hoãn lịch trình sang các nước Nam Mỹ do nhiễm Covid-19, Chủ tịch Miss France và Hoa hậu Thùy Tiên đã có mặt tại Peru để tiếp tục sứ mệnh của đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Tại đây, người đẹp 9X cũng vừa trao vương miện cho Miss France Peru. Có thể thấy, Thùy Tiên diện trang phục trắng giản dị nhưng vẫn áp dụng công thức khích ao táo bạo khoe vai trần gợi cảm cùng vòng eo con kiến. Nhìn khoảnh khắc Thùy Tiên đội vương miện cho tân hoa hậu cực quyền lực, fan Việt có phèn tự hào đến nở mũi. Hoa hậu Thùy Tiên chụp cùng Miss France Peru 2022. Nàng hậu trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh Miss France Peru có chiều cao khủng. Thế nhưng, bên cạnh visual rạng rỡ cùng body chuẩn nét, hoa hậu Thùy Tiên khi ra đường ăn lại khiến dân tình rần rần cười xỉu úp xỉu đao. Trong một video đang được lan truyền trên mạng, nàng hậu đã có dịp được nếm thử các món ăn đường phố Peru. Khi được thưởng thức những món ngon, Thùy Tiên đã có 1001 biểu cảm khi luôn gật gù tấm tắc khen ngon. Đúng là đến hoa hậu khi đội vương miện cũng không thể vượt qua sức hấp dẫn của đồ ăn và tiếng réo gọi từ chiếc bụng đói mà. Người đẹp 9X liên tục nhướng mày, gật gù thích thú khi nếm thử món ăn. Thùy Tiên còn dùng hành động thả like vì món ăn quá ngon. Hoa hậu ăn kem thôi mà cũng có biểu cảm siêu hài hước thế này đây. Biểu cảm ngơ ngác của Thùy Tiên khi thưởng thức món ăn tại Peru khiến dân tình rần rần. Là hoa hậu, thế nhưng Thùy Tiên cũng thích úp ảnh tự dìm bản thân. Hoa hậu Thùy Tiên và Chủ tịch Miss France đang có chuyến đi các nước Nam Mỹ để tiếp tục sứ mệnh đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.